Từ những vòng đấu đầu tiên ở lượt đi mùa giải năm ngoái thì bị dính chấn thương. Tỷ số là 1-0. 1-0 nghiêng về cao thủ Saco. Không chế bóng và sau đó là tình huống nhả bóng rất hay của Chu Văn Tiến. Thì có những pha dứt điểm mà anh thường có xu hướng chuyền bóng cho đồng đội để ghi bàn. Còn Phước Hạnh đi bóng, tốc độ và sau đó đột phá. Và như vậy là tỷ số được nâng lên thành 2-0. 2-0 nghiêng về Saco. Một tình huống mà lần này thì lỗi thuộc về thủ môn. Văn Nghĩa vừa rồi đã ghi bàn bằng nửa mặt. Bóng đập thẳng vào mặt của anh và sau đó nảy vào khung thành. Ngọc Sơn mất bóng rất nguy hiểm. Dứt điểm vào! Đầu trong tình huống vừa rồi thuộc về Phùng Trọng Luân. Phùng Trọng Luân đã rất kinh nghiệm, không chơi bóng nhịp một và sau đó đẩy bóng cho Hữu Quý được tung vào sân, đối mặt với Lâm Tấn Phát. Cái chân trái không vào. Như vậy là tỷ số được nâng lên thành 3-2 cho cao thủ Saco. 20 phút hiệp đấu đầu tiên cực kỳ bùng, còi đã thổi. Tỷ số là 4-2. Cú dứt điểm chân trái của Lâm Tấn Phát đã có thể nói là không phải. Trần Duy 3-4. 3-4 nghiêng về các cầu thủ Saco. Chúng ta vừa được chứng kiến tình huống dẫn tới bàn thắng gỡ hòa 4-4 của Vũ Quốc Hưng.